gọn bộ máy và chuyển đổi số thì bọn em mất việc. Cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị tòa tuyên 4 năm 6 tháng tù. Chuyển công an vụ huấn luyện làm giả hợp đồng với vận động viên để nhận lương, tiền ăn. Tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số thì bọn em mất việc. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Tô Lâm kể vừa rồi có rà soát đến tận phường xã thì có người không muốn chuyển đổi số. Vì chuyển đổi số thì bọn em mất việc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã rất thẳng thắn, quyết liệt khi đề cập đến thực trạng vận hành của bộ máy công vụ các cấp, cũng như việc tới đây cần thiết phải tiếp tục tinh gọn bộ máy. Dĩ nhiên Tổng Bí thư Tô Lâm không phải là lãnh đạo đầu tiên đề cập đến vấn đề này, mà đã được Trung ương yêu cầu từ mấy nhiệm kỳ rồi. Và trong thực tế, việc cắt giảm biên chế cũng đã được chính quyền các cấp thực hiện từ rất nhiều năm nay. Tuy nhiên, như Trung ương đánh giá, bộ máy hiện nay vẫn còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, đang kìm hãm sự phát triển nên cần phải sắp xếp, tinh gọn. Việc bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả dẫn đến nhiều hệ lụy, được Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn chứng bằng nhiều ví dụ rất sinh động, chi tiết và bức xúc. Như việc một tờ giấy khai sinh thôi, 5 đến 6 cơ quan phải tham gia vào, khiến dân mất cả tuần đến 10 ngày để hoàn thành. Hay việc vừa qua tập trung giải quyết vấn đề cát, đá, sỏi, và 5 đến 6 bộ cũng tập trung nghiên cứu, nhưng không biết ai chủ trì. Hệ lụy nữa là hiện nay, ngân sách nhà nước phải chi gần 70% để nuôi nhau và chi thường xuyên, phục vụ cho các hoạt động. Và nếu cứ điều hành ngân sách như thế này thì sẽ không còn tiền để đầu tư phát triển. Tinh gọn bộ máy tới đây, Trung ương quyết tâm xem là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên để cuộc cách mạng này đi đến thành công như mong đợi thì phải sớm có lời giải cho rất nhiều bài toán khó. Đầu tiên là phải tăng năng suất lao động để giảm giờ làm và giảm việc quá nhiều người cùng làm một việc. Như ví dụ về một tờ giấy khai sinh 5 đến 6 cơ quan cùng tham gia nhưng không ai chịu trách nhiệm chính cả. Đây cũng là mục tiêu mà nhiệm kỳ này đã đặt ra nhưng vẫn chưa làm được bởi đang phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Từ tay nghề lao động, chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thay đổi phương thức quản lý. Tiếp đến là làm sao để tất cả các bộ phận trong hệ thống có cùng chung nhận thức rằng tinh gọn bộ máy, tăng năng suất lao động là tất yếu và con đường duy nhất để có thể tăng lương và đưa đất nước phát triển với các mục tiêu đến năm 2045. Việt Nam là nước phát triển, thu nhập cao. Và giảm biên chế, tinh giảm bộ máy là chuyện chung của tất cả chúng ta chứ không phải chuyện riêng của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ hay các cơ quan. Cuối cùng, mấu chốt và quan trọng nhất là làm sao để tinh gọn cho được suy nghĩ, tư duy trong đầu của từng cán bộ công chức để không còn ai phải chống lại chuyển đổi số. Vì chuyển đổi số thì bọn em mất việc. Đáng nói, đây không phải là tư duy đang có ở cấp phường xã mà hiện khá phổ biến ở nhiều cấp hành chính, kể cả các bộ ngành trung ương. Những lối tư duy kiểu chống chuyển đổi số vì sợ mất việc làm, đó mới là rào cản lớn nhất của việc tinh gọn bộ máy. Cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị tòa tuyên 4 năm 6 tháng tù. Thưa quý vị và các bạn, tòa tuyên án cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến 4 năm 6 tháng tù với cáo buộc nhận hối lộ 4 tỷ đồng để đồng ý chủ trương phân chia 6 gói thầu cho công ty IC và công ty Sông Hồng. Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều qua Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy cùng 12 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu thiết bị y tế cho 6 bệnh viện tuyến huyện. Ông Nguyễn Nhân Chiến bị tòa tuyên phạt 4 năm, 6 tháng tù với cáo buộc nhận hối lộ 4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định đủ cơ sở kết luận quá trình thực hiện 6 dự án cung cấp thiết bị y tế, các bị cáo thuộc chủ đầu tư, nhà thầu và nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ của tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hành vi phạm tội. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đề nghị và được cựu bí thư Nguyễn Nhân Chiến, cựu chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh cùng các ông Nguyễn Hạnh Trung, Nguyễn Văn Nhường, Trần Văn Tuyên thống nhất đồng ý phân chia việc thực hiện các gói thầu, tạo điều kiện cho công ty IC trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Để đạt mục đích thu lợi bất chính, bà Nhàn hối lộ ông Chiến 3 tỷ, ông Quỳnh 1 tỷ. Ngoài ra vào các dịp lễ Tết trong nhiều năm, bà Nhàn còn biếu cựu bí thư 10 tỷ, cựu chủ tịch 8 tỷ.
Ông Chiến và ông Quỳnh còn nhận hối lộ mỗi người 1 tỷ từ công ty Sông Hồng do Tuyên đưa tại phòng làm việc. Theo bản án, toàn bộ số tiền ông Nguyễn Nhân Chiến được bà Nhàn biếu thì cựu bí thư không phân biệt được liên quan đến sự án hay công việc gì. Tuy nhiên, tòa án xác định đây là số tiền ông Chiến thu lợi bất chính. Tương tự, số tiền hơn 8 tỷ đồng mà ông Quỳnh nhận từ bà Nhàn dưới dạng quà biếu cũng không phân biệt được liên quan công việc nào. Tòa án xác định đây là số tiền cựu chủ tịch thu lợi bất chính. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo Nhàn, Chiến, Quỳnh gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, trị an của địa phương. Tuy nhiên, một số bị cáo là lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bắc Ninh phạm tội trong trạng thái nóng vội, mong muốn sớm có thiết bị cho các bệnh viện để nhân dân được thụ hưởng. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. Ông Chiến nhận hối lộ cao nhất nên có vai trò cao nhất trong nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao, nhưng sau khi phân hóa hành vi, hậu quả thiệt hại gây ra cũng như áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên một số người dưới mức thấp nhất của khung hình phạt truy tố. Theo hội đồng xét xử, mức án tòa tuyên đã đủ sức răn đe với nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ông Nguyễn Nhân Chiến, tòa cũng tuyên phạt cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh bị tuyên phạt 3 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng. Chuyển công an vụ huấn luyện làm giả hợp đồng với vận động viên để nhận lương, tiền ăn. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc sai phạm tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định. Hai vụ việc gồm việc huấn luyện viên giả chữ ký để ký hợp đồng với vận động viên để nhận lương, tiền ăn. Vụ lập chứng từ khống xảy ra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra về hoạt động tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm và yêu cầu thu hồi về ngân sách, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, văn phòng sở phải thu hồi hơn 696 triệu đồng. Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao hơn 718 triệu đồng và trung tâm văn hóa 139 triệu đồng. Đặc biệt, cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra tiếp tục xử lý gồm lập chứng từ khống thanh toán số tiền hơn 190 triệu đồng tại văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và việc ông Hứa Đức Trọng, huấn luyện viên Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao tỉnh Cà Mau, giả chữ ký để ký hợp đồng sử dụng vận động viên để lấy tiền ăn và tiền lương tập luyện với số tiền hơn 130 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm rõ việc sử dụng đất công để kinh doanh quán cà phê từ năm 2012 tại Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao tỉnh, kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2020-2022 và các tổ chức cá nhân liên quan.